Xin chào tất cả quý các bạn. Ngày hôm nay thì là một video được gợi ý từ một vị khách hàng đang theo dõi trên kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Vị khách hàng này cũng đang muốn trải nghiệm một cái hệ thống âm thanh mà sử dụng những cái cặp loa liền công suất đến từ thương hiệu Anto. Don't sleep. Nói đến dòng loa liền công suất thì chúng ta có thể thấy được những cái ưu việt của nó. Đây là dòng loa mà chúng ta không cần phải sử dụng những cái main công suất hay còn gọi là cục đẩy công suất. Chúng ta có thể cắm điện trực tiếp sử dụng rất là nhanh. Và đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng nhiều không gian đấu nối một cách nhanh chóng cái dòng loa liền công suất này. Cụ thể hơn đó là vị khách này cũng đang muốn tham khảo một cái mẫu loa Bát 40 của dòng loa Anto liền công suất. Và với mức phân khúc đầu tư cho cả cái bộ dàn này khoảng từ 30 đến 40 triệu đồng. Ngày hôm nay thì Đức Anh sẽ đưa ra một cái option cho quý các bạn và vị khách đó cùng trải nghiệm với một cái cặp loa Bát 40 dòng loa liền công suất đến từ thương hiệu Anto. Đây là phiên bản TX315, model mới nhất năm 2022. Và với cái TX315 này thì đương nhiên rồi, nó vẫn sở hữu cho mình một loa bát với đường kính 40cm quý bạn nhé. Với phiên bản 315 thì nó có cái cuộn âm chịu nhiệt cho loa bát, đó là 5,1cm. Và một loa chép họng kèn và được thiết kế và sử dụng cái màng titanium. Và nó có cái đường kính là khoảng 2,5cm để có thể tái tạo cái âm thanh một cách nhanh chóng và có độ phóng xa cho quý bạn. Nói như thế thì với cái chiếc loa này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ở cả không gian trong gia đình. Không gian trong gia đình thì chúng ta có thể sử dụng không gian từ 30, 40 và thậm chí là cả 50m² để có thể sử dụng cặp loa này. Và chúng ta có thể sử dụng cái cặp loa TX315 này ở trong không gian phòng trà, hát cho nhau nghe, các quán pub, hay là chúng ta có thể đem ra cả ngoài trời. Thì mẫu loa liền công suất này nó cực kỳ phù hợp với nhiều cái không gian dài và rộng. Nói đến dòng loa liền công suất thì chúng ta biết ngay mẫu loa này nó sẽ được tích hợp sẵn một cái mạch công suất Class D ở phía bên trong loa. Và với dòng loa liền công suất thì luôn luôn có một cái quạt tản nhiệt để giúp cho điều hòa tốt cái main mạch bên trong không bị nóng, và quá trình hoạt động nó đem lại cái hiệu suất cũng như cái sự bền bỉ tốt nhất cho cái cặp loa này. Ngoài ra thì dòng loa liền công suất thì chúng ta thấy được là nó chỉ cần cấp cái nguồn điện 220 là chúng ta có thể hoạt động ngay được ngay nhé. Và vỏ của nó là sử dụng vỏ lại bằng vỏ nhựa, độ bền cực cao và nó chống va đập. Tại sao tôi lại nói con này nó gọn nhẹ và nó tiện lợi? Bởi vì là với cái chiếc loa này nó Bát 40 nhưng cái trọng lượng của nó chỉ dư khoảng 14kg thôi quý bạn nhé. Nó có thiết kế những cái quai sách này thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển. Và cái vỏ này thì giúp chúng ta có thể đảm bảo được quá trình vận chuyển có va đập thì cũng giảm thiểu đi rất là nhiều cái sự tác động đến củ bát và hệ thống main mạch bên trong. Với một chiếc loa thông thường, nếu dòng loa passive thì Bát 40 nó cũng phải có cân nặng khoảng tầm 20mấy kg trở lên quý bạn ạ. Con này thì rất là tiện. Với mẫu loa TX315 này thì công suất RMS của nó đạt là 300W và là đỉnh lên tới 700W. Và chiếc loa này thì có thể đạt được cái giải tần số là từ 65Hz cho tới 20kHz. Hiện tại cặp loa này thì các bạn sẽ được có một cái mức giá ưu đãi tại hệ thống showroom của Bảo Châu Lex là 15.500.000 đồng cho một cặp loa Active đến từ thương hiệu Anto TX315. Với cái bộ dàn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có sự kết hợp vô cùng đơn giản. Bởi vì mẫu loa này chúng ta không cần phải tính toán để phải sử dụng cái main công suất nào, không phải mất thêm tiền chi phí về việc mua công suất, mà chúng ta chỉ cần sở hữu ngay một chiếc vang là chúng ta có thể hát karaoke rất là hay trên bộ cặp loa này. Và trong bộ dàn này tôi sử dụng một chiếc vang số đến từ thương hiệu BK Sound, phiên bản X6 Luxury. Đây là một trong những phiên bản cao cấp nhất của BK Sound rồi. Và con này thì không cần phải nói nhiều nữa về cái khả năng cắt díu dít này, khả năng tạo effect tiếng reverb và echo cho đường mic rất là ngon. Mẫu này hiện tại đang có mức giá là 4.890.000 đồng. Và phía bên trên nó chính là một bộ micro không dây cũng khá là lâu đời của thương hiệu BCE và được rất nhiều người yêu thích với cái tai mạ màu vàng rất là đẹp mắt. Đây là mẫu mic BCE Acoustic UX12G. Phiên bản này thì hiện tại có mức giá là 4.800.000 đồng. Mẫu mic này thì có cái độ nhạy khá tốt, tiếng mic khá là ấm và sử dụng tần số sóng UHF, sóng siêu cao. Nó có khả năng này dò tần số sóng tự động này, khả năng quét sóng sạch và đặc biệt là có khả năng cảm biến tự ngắt quý bạn nhé.
Mẫu mic này hiện tại đang có mức giá là 4.800.000 đồng. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái sự nâng cấp và đầu tư cho cái bộ dàn này, đó là một chiếc sub cao cấp của Begasound. Đây cũng là một trong những phiên bản khủng nhất và đắt nhất của Begasound, SVK815. Đó. Mẫu sub này là một trong những mẫu sub đỉnh cao của Begasound, về cả thiết kế rất là đẹp, với màu vân gỗ, quý các bạn có thể thấy. Rồi, màu vân gỗ rất là đẹp và được phủ bóng này các bạn này. Chúng ta hoàn toàn không sợ nó bị xước nhá. Rồi, củ bát 40 gân cao su. Mức công suất của dòng sub này thì đạt 400W và đạt đỉnh là 900W ở trở kháng 4 ohm. Và đây là dòng sub điện, nên các bạn yên tâm, nó sẽ không cần phải cục đẩy công suất. Và đây là mẫu sub điện mà cũng sử dụng một cái mạch class, đó là class D, mạch một trong những liên mạch cao cấp nhất, để tạo ra cái hiệu năng và cái hiệu quả hoạt động tốt nhất cho những dòng loa liền công suất như sub điện hay là những dòng loa liền công suất của Anto như thế này. Và dòng này thì dòng SVK815 này nó sẽ đưa ra cái cường độ âm thanh lên tới 91 dB các bạn nhé. Và giải tần số đáp tiến của nó thì dao động từ 20 cho đến 200 Hz. Hoạt động tốt nhất mà của những cái dòng sub này đem ra hiệu quả tốt nhất thì thông thường nó sẽ từ giải 20 cho đến 120 Hz. Và chiếc sub này hiện tại đang cũng có một cái mức giá rất là tốt tại hệ thống showroom của Bảo Châu Lex, đó là 7.990.000 đồng. Và với cái bộ dàn ngày hôm nay, với cái sự đầy đủ một chiếc sub điện bát 40 hỗ trợ cho một cặp loa liền công suất dòng loa bát 40 của thương hiệu Anto và bộ micro dây, một chiếc vang số cao cấp, với tổng giá trị của bộ dàn này nó vẫn nằm trong một cái ngưỡng mà quý bạn có thể cảm thấy là rất là vừa để đầu tư trong gia đình, đó là 33.100.000 đồng. Và bộ dàn này thì chúng ta có thể chơi ở nhiều không gian khác nhau. Với chất lượng âm thanh thì xin mời quý bạn hãy cùng với Đức Anh trải nghiệm ngay bây giờ. Trong tiếc nuối chi thêm hoài cơ.
xưa rằng bóng tối có anh thờ thang, hãy xóa sâu chân thời gian. Các bạn cảm thấy bộ dàn ngày hôm nay mà Đức Anh đưa ra một cái option cho các bạn thế nào ạ? Với một cái cấu hình rất là khủng, sở hữu cặp loa bát 40 dòng loa liền công suất. Chúng ta không cần phải sử dụng những bên công suất, dễ dàng di chuyển, dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng. Cường độ âm thanh thì đưa ra rất là uy lực, cộng với việc là sở hữu một chiếc súp mạnh mẽ và đắt giá nhất của thương hiệu BK Sound SPKF815. Đưa ra những giải bass rất là uy lực khi các bạn chơi nhạc mạnh và đặc biệt là phù hợp với những không gian giải trí như các quán pub hay là những không gian hát cho nhau nghe, rồi không gian ngoài trời thì các bạn có thể chơi với cái cấu hình này rất là ok. Các bạn nhớ nhá, bộ dàn này chúng ta chỉ có mức đầu tư là 33.100.000 đồng mà thôi. Và các bạn có thể để lại những cái comment đánh giá về phần chất âm của bộ dàn này bên dưới bình luận, bên dưới video. Và nếu như các bạn yêu thích cái bộ dàn ngày hôm nay thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số tổng đài là 1900 0255 hoặc số di động cá nhân của Đức Anh là 0941859988 để đặt hàng ngay bộ dàn ngày hôm nay. Và ngoài ra với hệ thống 11 chi nhánh trên toàn quốc thì hệ thống showroom của Bảo Châu Lex cũng hỗ trợ cho các bạn quá trình lắp đặt miễn phí trong vòng bán kính 30 km. Và nếu như các bạn nào mà chưa đủ tiền thì chúng ta cũng có thể mua trả góp qua hình thức online này, qua thẻ ngân hàng, hay chúng ta có thể đến trực tiếp showroom để trả góp qua hình thức thông thường với mức lãi suất tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn quý bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like, share, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Lex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!